Chào mọi người đã trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với anh em cái thông tin quy hoạch liên quan tới địa bàn huyện Nhân Trạch. Đó là hai tuyến đường sắt của tỉnh Đồng Nai mọi người ạ. Có một tuyến đi qua huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Mình chia sẻ cái bài báo thông qua báo Lao Động mọi người nha. Đó là Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân các tỉnh và cơ quan liên quan đầu tư hai tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và Thủ Thiêm Long Thành. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5241, Văn phòng Chính phủ ngày 16 tháng 8 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc bàn giao cơ quan có thẩm quyền đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và Thủ Thiêm Long Thành. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải thống nhất với Ủy ban Nhân dân các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan về phương án đầu tư tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu và Thủ Thiêm Long Thành theo đúng ý kiến chỉ đạo văn bản số 1941 Văn phòng Chính phủ ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu có chiều dài 65 km. Điểm đầu là ga Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Điểm cuối là cảng quốc tế Cái Mép, Thị Vải. Quy mô đề xuất là 1.435 mm. Trong đó, đoạn Biên Hòa Thị Vải là đường đôi, đoạn Thị Vải Vũng Tàu là đường đơn. Tổng mức dự kiến đầu tư là 50.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành chiều dài 37,5 km, điểm đầu là ga Thủ Thiêm Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối là cảng hàng không quốc tế Long Thành. Quy mô đề xuất là đường đôi khổ 1.435 mm chỉ phục vụ hành khách, tổng mức đầu tư 40.000 tỷ đồng theo hình thức PPP. Đó là hai cái tuyến đường sắt mọi người nhé. Một cái tuyến dài 65 km và một cái tuyến dài 37 km. Để mình chia sẻ thông tin cụ thể với mọi người thông qua cái bản quy hoạch mọi người nhé. Đó là cái tuyến Thủ Thiêm tới qua sân bay quốc tế Long Thành. Đó là đi qua huyện Nhân Trạch mọi người nhé. Đi theo cái tuyến đường vành đai 3 mọi người nhé. Tới cái trục 25B. Và đi thẳng giữa cái trục 25B á, mọi người đi thời buổi hiện nay á, khi mà mọi người qua tuyến đường 25B đi qua trung tâm của huyện Nhân Trạch thì mọi người sẽ thấy là cái lùn con lươn ở giữa, con lươn ở giữa nó rất là rộng mọi người nhé, và cỏ cây um tùm. Tại sao mà các nhà chức trách không làm cái đường nó rộng qua, trong khi cái đường 25B là luôn luôn xảy ra hiện tượng là ùn ứ mọi người nhé, khi mà giờ cao điểm, giờ tăng tầm cũng như là giờ đi làm của cán bộ công nhân viên. Thì nguyên nhân là do cái tuyến đường sắt này mọi người nè, thì nó làm giữa trục 25B luôn mọi người nhé, ngay chỗ đoạn cỏ cỏ khi mà mọi người đi 25B mọi người thấy đó, là nó đi qua đường vành đai 3 này và đi rẽ vào 25B mọi người nhé. Còn đối với cái tuyến đường sắt dài từ Biên Hòa đi Vũng Tàu á, thì nó sẽ chạy dọc theo cái tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mọi người nhé. Đây, nó chạy dọc theo cái tuyến cao tốc mọi người nha. Đó, nó đi và đi tới cái sân bay quốc tế Long Thành này thì nó làm một cái trạm để ghé vào ghé ra rồi gì đó. Còn cái tuyến trực tiếp thì xuống dưới Cẩm Mỹ, xuống dưới Phú Mỹ và xuống dưới Bà Rịa Vũng Tàu mọi người nhé. Cái ga chính của nó, cái depot chính của nó dưới này á, là cảng Thị Vải Cái Mép, đó là cảng nước sâu mọi người. Thì chủ yếu là mấy cái ga này á, là chở hàng là chủ yếu mọi người nhé. Còn đối với ga sân bay quốc tế Long Thành đi qua huyện Nhân Trạch của mình á, thì cái ga này là chở hành khách là chủ yếu. Và để mình chia sẻ thêm cho anh em một số cái hình ảnh cụ thể. Đó là cái hình ảnh này là cái hình ảnh của từ ga Thủ Thiêm mọi người nè, đi qua ga Long Thành mọi người nhé. Và cái tuyến đường này thì nó sẽ kéo dài ra tới huyện Cẩm Mỹ mọi người nhé, kéo dài ra tới huyện Cẩm Mỹ đó, ga Thủ Thiêm đi qua vành đai 3 mọi người nhé. Cái đoạn này là đoạn vành đai 3 và cái đoạn này là đoạn 25B mọi người nhé, vào sân bay quốc tế Long Thành và qua Cẩm Mỹ. Cái hình ảnh cụ thể rõ nét hơn, và đây là cái tuyến Biên Hòa Vũng Tàu dài 84 km.
cảng Cái Mép Thị Vải và cảng ga Trảng Bom với tổng mức đầu tư là 50.000 tỷ đồng. Còn đối với cái đoạn mà qua Nhân Trạch của mình là 40.000 tỷ đồng mọi người nhé. Mình chia sẻ cụ thể này, chiều dài là 40 km này. Chiều dài đường dẫn của đề bốt là 7,6 này. Là cái khu này là khu để hàng hóa đó mọi người, đề bốt đó. Số lượng ga là 19, kể cả Thủ Thiêm. Và diện tích là cái đề bốt là 13 hectare, bố trí cho khu vực Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Mọi người thấy hay và hữu ích thì like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.